Với cả nhà, em có được tầm khoảng vài chục cây cúc 150 cánh hay cả nhà. Thì tất cả các cái loại mai bên vườn nhà em ghép thì đều được ghép với các cái gốc đã xử lý đế như thế này đây. Đó. Tất cả đều được xử lý đế ha. Cái này gọi là cúc 150 cánh nha. Cây cao tầm khoảng một gang tay của em ha. Cây này ghép được khoảng 6-7 tháng gì rồi ha. Đây, các cái bộ đế đây. Đó, cả nhà thấy không? Thì cái lô này em bán với giá là 200.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đây. Cái bộ đế đây, rồi đây là cái tàn ha. Thì đa số cái cây của em thì đã nhảy nhánh hết rồi nha. Nhảy nhánh ra tàn hết rồi. Đây, cây nào cũng vậy hết ha. Em dẫn cho cả nhà xem nha. Đó. Nó đang ra đợt thêm đợt non nè. Nó nhảy nhánh rất là nhiều ha. Cây này về trồng đất, về trồng chậu thì ok hết nha. Rồi, cái loại này là cúc 150 cánh. Em bán với giá là 200.000 một cặp, bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi ai thích thì cứ liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông ha. Đây em sẽ cho cả nhà coi một số cây đây. Đó, cây rất là khỏe mạnh luôn nha. Sự phát triển rất là tốt luôn. Đều nhảy nhánh hết rồi nha cả nhà. Đó. Rồi ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông nha. Em sẽ cho cả nhà xem nè. Rồi 200.000 một cặp, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà ơi.